chào mọi người chào mừng các bạn đã đến với khóa học basic javascript for developer thì mình là công mình chuyên nói về những cái vấn đề liên quan đến trình ở trên kênh youtube the About box thì hiện tại mình đã có hơn 4 năm làm sự cộng ở trong lĩnh vực automotive và trong gần 2 năm trở lại đây thì mình đã chuyển sang làm uh, uh, full stack developer đó và các cái công nghệ mà mình đang sử dụng đó là react js vue js, Net .js và express js đó thì cái ngôn ngữ sử dụng chính hiện tại của mình là javascript thì mình tạo ra khóa học Basic JavaScript for Developer này Để làm mục đích là dành cho các bạn Đã biết sẵn một ngôn ngữ lập trình Đó, có thể là C, +C uh, Java, C Sharp Hay là Python Thì có thể nhanh chóng đáp được cái ngôn ngữ JavaScript Cái mục đích là giúp cho các bạn uh, Giảm thiểu thời gian để nắm bắt cái ngôn ngữ này Bởi vì ngoài kia là chúng ta có rất nhiều Các cái nguồn tài liệu học về JavaScript đúng không Nhưng nó hầu hết là dành cho những người mới bắt đầu Đó, thì trong khóa học này của mình Thì mình sẽ loại bỏ tất cả những cái gì mà mà hầu hết là tất cả ngôn ngữ nó đều giống nhau. Chúng ta chỉ tập trung vào những cái gì mà nó khác biệt nhất của ngôn ngữ JavaScript thôi. Từ đó mà giúp cho các bạn có thể pick up được cái speed đó, từ các bạn có thể nắm bắt nhanh hơn cái ngôn ngữ JavaScript này và áp dụng nó cho công việc đó và khóa học này uh, nó có hai phần và phần này nó chỉ là một cái phần cơ bản thôi đó và mình đang chuẩn bị cho cái phần nâng cao và các bạn yên tâm là khi các bạn đã đăng ký cái phần cơ bản này thì các bạn sẽ được đăng ký miễn phí cái phần nâng cao xin vì vậy hãy cố gắng đăng ký cái khóa cơ bản này để được hưởng ưu đãi ở trong khóa học nâng cao ok xin chào và hẹn gặp lại mọi người hy vọng mọi người có thể nắm bắt được nguồn gốc java script và sử dụng trong công việc của mình một cách nhanh nhất xin chào và hẹn gặp lại